Xin được thân ái kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, 40 năm trôi qua từ năm 1975 là một dấu chấm của lịch sử không phải là xa lắm. Nhưng đối với lòng người, đối với một đời người, 40 năm quả thật là một thời điểm nửa đời người. Từ năm 1975 cho đến giờ phút này, đất nước Việt Nam đã trôi qua những giai đoạn mà đối với những nhà nghiên cứu về chính trị, văn hóa cũng như về nhân chủng học thì Việt Nam đã trải qua một sự thử thách kinh khủng. Nhưng hỡi ôi, những sự thử thách đó càng ngày càng làm cho người dân Việt Nam đi vào cái chỗ điêu đứng nếu chúng ta so với những quốc gia lăng bang. Vì vậy mà Đảng Cộng sản vẫn còn hiện diện nơi đó chính là một cái điều mà làm cho người dân Việt vẫn còn ô ức cho đến ngày hôm nay. 40 năm trôi qua, bây giờ ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng, để đến Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ trong ngày 7, ngày 8 tháng 7 năm 2015 sắp tới đây. Dĩ nhiên cái sự chuẩn bị của ông để đến Hoa Kỳ trong thời điểm này và làm gì, theo như rất nhiều những nhà quan sát, họ cho đây là một cái điều mà có thể thay đổi cái cuộc sống của người dân hay không. Kính thưa quý vị, điều đó chúng ta chưa biết, nhưng hiện tượng của Nguyễn Phú Trọng đến Hoa Kỳ là sự thật. Và những sự chuẩn bị rầm rộ mà giữa Tòa Đại sứ Việt Nam cũng như Tòa Đại sứ Hoa Kỳ cũng như những người làm công tác chuyển vận đã cho chúng ta thấy rằng đây là một chuyến đi không phải là một chuyến đi đơn giản như chúng ta thường thấy của các vị lãnh đạo Cộng sản trước đây mà đã đến Hoa Kỳ cũng như đến một số các quốc gia khác. Bởi lẽ TPP là một chương trình đặc biệt mà Hoa Kỳ đã nhắm tới, cũng như tình trạng Biển Đông, giờ phút này Việt Nam đang ở trong một tình trạng hết sức là khổ nạn, bởi vì vừa chống đỡ mà vừa liên minh, cho nên cái điều này nó cũng có thể có những ảnh hưởng rất nặng đối với cả một đất nước Việt Nam. Bởi cái sự trọn vẹn lãnh thổ là một ưu tiên đầu tiên cho tất cả những người Việt trong cũng như ngoài nước, cho nên sự kiện của Nguyễn Phú Trọng trở nên một sự kiện lớn. Nếu ông ta đi sai bước đường và nếu ông ta làm một cái điều gì đó không thuận lợi cho đất nước Việt Nam như những tiền nhiệm của ông, thì liệu Việt Nam có còn ở trong một tình trạng ổn định và chúng ta mong chờ một cái điều trọn vẹn lãnh thổ như ước muốn của toàn dân hay không? Thưa quý vị, trong bao lâu nay chúng tôi thường nói đến những vấn đề chung quanh thế giới, nhưng hôm nay chúng tôi đặc biệt điểm qua những chương trình đặc biệt mà bước chân của Nguyễn Phú Trọng sẽ đến Hoa Kỳ. Do đó hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh mời anh Hoàng Thế Dân, một người bình bút cũng như một người bình luận trên nhiều đài truyền hình của miền Bắc California, cùng với chúng tôi là Nguyễn Hồng Dũng, xin được bàn luận về những vấn đề này để hầu đem đến quý vị những câu trả lời một cách rõ ràng cụ thể, để chúng ta thấy đó như là một cái điều mà trong cuộc đấu tranh sắp tới chúng ta có được những ánh sáng cuối đường hầm. Xin được trân trọng kính chào quý vị, và chúng tôi trước hết xin được trân trọng kính chào anh Hoàng Thế Dân. Xin kính chào anh Nguyễn Hồng Dũng và xin kính chào quý khán giả. Dạ vâng. Kính thưa anh Hoàng Thế Dân, kính thưa quý thính giả, như chúng tôi vừa giới thiệu thì chắc chắn rằng cái chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam sắp đến Hoa Kỳ vào thượng tuần tháng 7 này đó. Thì thưa với anh, cái sự chuẩn bị đó và cái bước tiến của ông ta chúng ta đã nghe từ 4 năm tháng vừa qua đó, nó có phải là một cái dấu hiệu để có thể chuyển mình cho cái vận hội mới đất nước Việt Nam hay không? Hoặc là ông ta đi cũng chỉ là một cái chuyện đi giống như là sự ngoại giao của một vị Tổng Bí thư Cộng sản rồi đến Hoa Kỳ như là trước đây vẫn đâu về đó, vẫn vũ như cắn là vẫn vũ như cụ. Thì thưa anh nhận xét như thế nào thưa anh? Dạ vâng, cảm ơn anh Nguyễn Dũng, kính thưa quý khán giả. Ở đầu chương trình đó, anh Nguyễn Dũng có đề cập con số 40, thì chúng tôi muốn được đề cập con số 20 nữa. Con số 40 nó nói rõ rằng cuộc chiến tranh Việt Nam đã chấm dứt và người Mỹ đã để lại tất cả những cái hệ lụy và hệ quả của nó khi họ tham chiến vào trong cuộc chiến tranh kéo dài từ năm 1965 đến năm 1975. Cái mốc 75 là anh Dũng vừa mới trình bày 40 năm. Chúng tôi muốn đề nghị luôn là cái mốc năm 1995 tới nay là đúng 20 năm, thưa anh Dũng và thưa quý khán giả. Vào tháng 7 năm 1995, Tổng thống Bill Clinton đã ký cái sắc lệnh tái thiết lập quan hệ bình thường với lại Cộng sản Việt Nam. Hai kẻ cựu thù đã trở nên
là hai người bạn. Rồi theo năm tháng đó, hai người bạn đó một ngày một gần gũi nhau hơn vì nhiều lý do đưa đẩy. Và cuối cùng người ta nghĩ đến, như anh Dũng vừa mới đặt câu hỏi với chúng tôi, là có thể hai người bạn này sẽ trở thành hai đối tác chiến lược trong tương lai và có những cái trách nhiệm hỗ tương với nhau. Thì chuẩn bị cho Nguyễn Phú Trọng đi Mỹ lần này vào thượng tuần tháng 7, như là anh Nguyễn Hồng Dũng vừa trình bày, chúng ta phải nhắc đến 4 năm cái chuẩn bị trước đó. Chỉ mới quý thính giả là tháng Giêng năm này, tức là năm 2015, ông Phạm Bình Minh cũng như là ông John Kerry có gặp nhau và hai người đã nói đến con số 40, thôi chiến tranh đã xong rồi. Hai người cũng nói đến con số 20, tức là hai nước đã mẫn cán hợp tác với nhau hai thập niên nay, thì tại sao vào tháng 7 há lẽ không làm một cái gì? Từ đó người ta nghe tin đồn là ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nó sẽ dự chủ đi thăm Hoa Kỳ. Lúc đó người ta cứ nghĩ là tháng 4, tại vì nó liên quan đến 40 năm. Rồi người ta thấy tháng 4 qua, rồi tháng 5 qua, tháng 6 qua, không thấy gì cả. Chỉ có Bộ Ngoại giao của Cộng sản Việt Nam là tuyên bố thôi, trong khi đó Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ chưa hề xác nhận. Nhưng đến tháng 5, sau cái hội nghị Shangri-La đó, ông Tổng trưởng Quốc phòng Liên bang Hoa Kỳ là Ashton Carter, ông đi đến thăm Việt Nam và ông thăm một loạt các lãnh đầu của Cộng sản Việt Nam ở trong nước, trong đó có Nguyễn Phú Trọng, và ông có đề cập cái vấn đề là Tổng thống Barack Obama mong muốn là có một chuyến viếng thăm để hai bên có cái dịp tiến gần nhau hơn và giải quyết những cái vấn đề tồn đọng 40 năm nay, 20 năm nay và thiết lập những cái quan hệ tương lai. Thì thưa anh Nguyễn Hồng Dũng và thưa quý khán thính giả, ông phụ tá cho Bộ trưởng Ngoại giao là ông Antony Blinken vào tháng 6 vừa qua cũng lên tiếng nói rằng Tổng thống Barack Obama rất tha thiết muốn có một cái sự gặp gỡ này. Và rồi quả đúng như vậy, ông tân đại sứ của Hoa Kỳ tại Hà Nội, ông Ted Oasis cũng xác nhận chưa có hai nước nào mà mẫn cán đến cái độ hai thập niên liên tục làm những cái việc ích lợi hỗ tương cho nhau để đi đến cái cuộc gặp gỡ ngày mùng 7, mùng 8 và mùng 9 thượng tuần tháng 7 sắp đến đây mà anh Dũng vừa trình bày. Xin được đóng ngoặc ở đây thưa anh Nguyễn Hồng Dũng là trước khi ông Nguyễn Phú Trọng đi Mỹ vào tháng 7 này thì 3 tháng trước đó ông đã đi gặp Tập Cận Bình ở Bắc Kinh. Đây là một cái thói quen khá lạ lùng của những vị trong lãnh đầu của Cộng sản Việt Nam. Cho nên để dứt khoát với anh Nguyễn Hồng Dũng đó, có lẽ là chuyến đi của ông để bảo vệ cái tư thế của Đảng, chuyến đi của ông để cứu Đảng nếu chuyến đi này có gia tăng được cái đời sống kinh tế của người dân khá hơn, có giúp được cái hệ thống quốc phòng của Cộng sản Việt Nam trở nên mạnh hơn và cái đối tác chiến lược của Việt Nam đối với thế giới bên ngoài đó nó bền vững hơn. Còn nếu không thì như anh Nguyễn Hồng Dũng vừa trình bày, người ta e rằng sẽ vũ như cận. Thưa anh Dũng, thưa quý khán giả. Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Thế Dân. Kính thưa quý vị, như chúng ta biết rằng trong quan hệ ngoại giao và nhất là protocol, tức là cái phong cách của đôi bên, thì ông Tổng Bí thư của một đảng Cộng sản đối với ông Tổng thống Hoa Kỳ nó không có một cái nghĩa lý gì cả. Là bởi vì thường thường là vị Tổng thống của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, ông ta có thể đón tiếp một vị dân cử hoặc là một vị Tổng thống, một vị Chủ tịch nước, vân vân. Nhưng mà đằng này thì trong cái tư cách của một ông Tổng Bí thư đảng, nói cho đúng thật sự thì đảng thì nó là một cái bộ phận không dính dáng gì đến nhân dân, thẳng ra mà nói. Nhưng mà cái điều này thì nghe nói rằng ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng là đến và có thể gặp ông Tổng thống Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Như vậy đó là cái nguyên tắc mà protocol đó nó cũng đã có một sự khác biệt. Và đồng thời đó, ông mang cái sứ mệnh gì? Không lẽ ông mang cái sứ mệnh của một người để mà đòi hỏi cuộc sống cho người dân, bởi vì ông không có cái tư cách, bởi vì ông là một cái người Tổng Bí thư của một đảng. Nhưng mà liệu ông đến vào tháng 7 này đó, cái mà ông mang đến với cái mục tiêu của một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản đến với một đất nước đại cường như Hoa Kỳ, vậy thì thưa với anh nhìn và anh đoán thử cái mục tiêu của ông đấy để làm gì? Vâng, thưa anh Nguyễn Hồng Dũng và thưa quý khán giả, cái mục tiêu lớn nhất cuối ngày đó nó phải là những cái nền tảng mà Đảng Cộng sản có thể dựa vào đó để chuẩn bị cho Đại hội Đảng vào năm 2016, và do đó có những chính sách và những cái chiến lược
của Đảng trong 5 năm trước mặt đã phù hợp với thế giới bên ngoài, đặc biệt là phù hợp với những vận chuyển và những đồng ý hai bên giữa Hà Nội và Hoa Thịnh Đốn. Cái mục tiêu mà nó lớn nhất á, thì thưa anh Nguyễn Đồng Dũng và thưa quý khán thính giả, chúng ta có biết là tháng 6 vừa rồi khi ông Tổng trưởng Quốc phòng Ashton Carter có đến Hà Nội và gặp ông đối tác là Phùng Quang Thanh đó, thì hai người có ký kết với nhau một cái văn bản gọi là tầm nhìn. Văn bản tầm nhìn chiến lược giữa hai quốc gia. Trong đó có 5 chuyện, thưa quý thính giả. Chuyện thứ nhất là trao đổi các phái bộ quân đội giữa hai nước với nhau, tức là cái mức độ đi qua đi lại của các phái đoàn, phái bộ quân sự đó, nó trở nên tấp nập hơn. Thứ hai nữa là hai bên phải làm sao khắc phục được những cái hệ quả và những cái hậu quả của một cuộc chiến tranh Việt Nam vốn là đã ngừng vào năm 1973 khi cuộc chiến được Việt hóa, và hoàn toàn ngừng vào năm 1975, tức là cách đây 40 năm. Hai bên, thưa anh Nguyễn Hùng Dũng và thưa quý khán thính giả, cũng hợp tác hòa bình và làm việc với nhau dưới lệnh kỳ của Liên Hợp Quốc, làm sao gìn giữ được cái sự ổn định và an ninh ở vùng Đông Nam Á. Cái chuyện thứ tư nữa là cả hai bên nỗ lực với nhau để phòng chống thiên tai, cứu nạn ở ngoài khơi, khám phá hải dương học, cũng như là làm những cái chuyện nhân đạo, và cuối cùng đó là cái nỗ lực an ninh biển mà anh Nguyễn Hồng Dũng và các khán giả đã biết là tháng 6 vừa rồi ông Ashton Carter đã ký một cái văn kiện cung cấp 18 triệu đô la cho Việt Nam để Việt Nam mua 6 chiếc khinh tốc đỉnh được thực hiện ở Louisiana và dự trù là giao vào cuối tháng tới. Ngoài những cái điểm đó đã trình với anh Nguyễn Hồng Dũng và các khán giả, chúng ta nên nhớ đến một số các cái năm lẻ. Chúng tôi muốn nói đến năm 2007, năm 2009, năm 2011, năm 2013 và năm nay là năm 2015. Năm 2007 là năm mà Mỹ Việt ký cái hiệp ước liên quan đến mậu dịch song phương. Nó có cái ràng buộc ở nó, và bây giờ đó người ta muốn những cái ràng buộc đó được thỏa đáng một cách mạnh mẽ hơn. Năm 2009 là Việt Nam trở thành thành viên của Tổ chức Mậu Dịch Thế Giới, cũng có một số những cái điều khoản, ví dụ như là nhân quyền, ví dụ như là ngân hàng, ví dụ như là trong sáng về tài chính. Rồi đến năm 2011 thì hai bên đều có đồng ký với nhau một cái bản ghi nhớ quốc phòng song phương. Hai bên sẽ phải làm gì khi cái tình trạng quốc phòng nó ở trong cái sự thách thức, và hỗ tương làm sao để giúp nhau. Và năm 2013 đó thì hai bên đã ký với nhau một cái văn bản mang tên là đối tác toàn diện và hợp lực với nhau để hỗ tương với nhau giải quyết rất tất cả những cái vấn đề tồn động sau chiến tranh. Và năm 2015 như anh Nguyễn Hồng Dũng vừa mới trình bày, đó là cái bản tuyên bố liên quan đến cái tầm nhìn. Nhưng mà trước đó thì thưa quý khán giả và thưa anh Nguyễn Hồng Dũng, người ta không quên là tháng 7 năm 1995, tới nay là 20 năm rồi, có một số những cái ràng buộc khi hai quốc gia tái thiết lập quan hệ bình thường với nhau, và một số những cái quy định đó vẫn chưa có hoàn tất với nhau. Cho nên cái mục tiêu mà chúng tôi liệt kê ra 97 tiểu mục như vậy đó, dù muốn dù không nó có thể tập trung vào cái điểm đầu tiên mà chúng tôi đã vừa mới quảng diễn. Chuyến đi này sẽ là chuyến đi đặt nền móng, nền tảng cho các chính sách mới, chiến lược mới, chiến thuật mới giữa Cộng sản Việt Nam và Hoa Kỳ để chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn Đảng vào năm tới 2016. Và đó là một chuyến đi đầy thử thách. Cho nên khi đã nói là nó là một chuyến đi nền móng, người ta đang trông đợi rất nhiều xem lần này đó bao nhiêu chuyện thành thực và bao nhiêu chuyện đó nó trở thành hư vô. Dạ vâng. Cảm ơn anh Hoàng Thế Dân. Kính thưa quý vị, dĩ nhiên chúng ta cũng theo dõi một cách sát sao là bởi vì ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản, ông mang một cái vai trò nào đó, bởi vì ở trong nước thì chúng ta vẫn rất là khó chịu khi điều 4 hiến pháp vẫn còn quy định rằng Đảng Cộng sản là lãnh đạo, cho nên chúng ta nói là nói như vậy, nhưng mà Đảng Cộng sản vẫn là trùm của những cái cơ quan chính quyền. Do đó thì cái tiếng nói của Đảng Cộng sản ở trong nước vẫn là một trong những tiếng nói đối trọng. Thưa quý vị, dĩ nhiên là trong cái nghị trình mà chúng ta nghe qua đó thì chắc chắn rằng họ sẽ có những cái cuộc họp song phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, cũng như những vấn đề mà còn mắc mướt trong một số những cái yêu sách mà theo đó Hoa Kỳ đòi hỏi phải có nhân quyền, phải có sự minh bạch
trong sáng, cũng như phải có những cái sự dễ dãi trong những vấn đề mà đi lại chẳng hạn. Đó là những cái quyền tự do căn bản cũng như là những cái điều mà tiến tới một nền móng dân chủ cho đất nước Việt Nam. Thì thưa Vinh Hoàng Thế Dân, như vậy thì anh có nghĩ rằng trong cái chuyến đi này, và nhất là cái nghị trình của giữa Cộng sản Việt Nam mà đại diện là Nguyễn Phú Trọng cũng như là một bên Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, ông Barack Obama, thì thưa với anh, cái nào là cái quan trọng nhất mà chúng ta quan tâm? Và dĩ nhiên, nếu mà tất cả cộng đồng người Việt của chúng ta biết được cái quan tâm đó, liệu người Việt của chúng ta có thể có được một cái sự hỗ trợ hoặc là chống đối trong cái giai đoạn này hay không thưa anh? Vâng, đây là một câu hỏi là khá phức tạp và rất hay. Cảm ơn anh Nguyễn Hùng Dũng. Thưa quý khán giả, đã trước khi đi vào cái nghị trình 3 ngày khi Nguyễn Phú Trọng và phái đoàn của Cộng sản Việt Nam đến Hoa Thịnh Đốn, rồi đến Harvard, đến New York, vân vân, chúng ta đừng có quên rằng chuẩn bị cho chuyến đi này đó đã có những người đi trước để lót đường. Ví dụ như là Bộ trưởng Bộ Công an, ví dụ như là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ví dụ như là các phái đoàn ngoại giao đã đi trước để lót đường. Cho nên kỳ này đó, chúng tôi nghĩ trong lòng đó là đất nước Hoa Kỳ đã lợi dụng cái chuyến đi này để dạy dỗ cho nhân vật Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam đó những bài học dân chủ, cho nên sẽ dắt ông này đi hết nơi này đến nơi nọ, gặp người này đến người nọ, rồi mở mắt lớn bé để xem cái khung cảnh sinh hoạt dân chủ của một đại cường nó như thế nào. Và dân chủ hóa một quốc gia cộng sản không có phải là chuyện mới. Hoa Kỳ đã từng giúp làm cái chuyện đó ở Ba Lan, Hoa Kỳ đã từng giúp làm cái chuyện đó ở nhiều các quốc gia độc tài mà sau này được dân chủ hóa. Ở đây đó, anh Nguyễn Hồng Dũng đề cập cái nhân vật nổi nhất của đất nước Hoa Kỳ, đó là Tổng thống thứ 45, ông Barack Obama. Vâng, Nguyễn Phú Trọng sẽ gặp Tổng thống Barack Obama. Ông cũng gặp luôn Tổng trưởng Liên bang Ngoại giao của Hoa Kỳ là ông John Kerry. Sau đó gặp phái bộ của Bộ Thương mại, đó là ông Michael Froman và bà Penny Pritzker. Cũng gặp luôn vị chủ tịch của Tổ chức Nông nghiệp là ông Tom Vilsack, và đồng thời gặp cả một cộng đồng nhiều sắc dân, nhiều kỹ thuật, nhiều ngành nghề, người ta gọi đó là cộng đồng của những người làm doanh nghiệp. Trình với anh Dũng và quý thính giả đó, Nguyễn Phú Trọng và phái đoàn cũng gặp các nhà lập pháp của Liên bang, trong đó có ông John McCain. Gặp luôn cả các nhân sĩ, chức sắc, trí thức, tôn giáo, và đặc biệt đó là gặp vợ chồng của cựu Tổng thống Bill Clinton và bà Hillary Clinton, là bây giờ đang là một ứng cử viên Tổng thống. Nguyễn Phú Trọng cũng sẽ gặp giới khoa bảng của trường đại học Harvard, rồi gặp Việt Kiều du sinh tại đây, rất có thể là sẽ gặp một số các thành viên của Đảng Cộng sản Việt Nam từ ra nước đại đi qua bên này. Và để dân chủ hóa cái nhân vật mà Tổng thống Barack Obama gọi là khách đó, đất nước này cũng dắt cái nhân vật này tới tham dự cái diễn đàn quan hệ Việt-Mỹ trong một thế giới liên tục thay đổi. Rồi hai bên duyệt lại cái tuyên bố chung tầm nhìn sâu rộng và toàn diện. Sau đó hai bên cũng duyệt lại cái bản khế ước đã ký với nhau về tầm nhìn mới đây vào tháng đầu tháng 6. Rồi thưa anh Dũng và thưa quý thính giả, người ta nói đến chuyện đàm phán Cam Ranh nữa. Người ta nói là quyền con người. Rồi người ta nói luôn đến quyền lợi và quy chế hợp tác kinh thương của đối tác xuyên Thái Bình Dương mà anh Nguyễn Hồng Dũng trình bày là TPP lúc đầu đó. Thành thử ra khi mà thấy một loạt những cái nghị trình như thế này, người ta thấy rõ ràng là Tổng thống Barack Obama và nội các của ông muốn làm mở mắt cái vị khách và những người tháp tùng cái vị khách này. Nói một cái khác là tìm cách để dân chủ hóa và mở mắt những người có cái gốc là độc tài, có cái gốc là cộng sản. Thì để kết luận trong cái vụ này đó, thưa anh Nguyễn Hồng Dũng và thưa quý khán giả, nước Mỹ là một nước theo đuổi cái triết lý thực tế khác hẳn với lại Cộng sản Việt Nam. Tới bây giờ vẫn còn theo đuổi cái ý thức hệ và giáo điều. Cho nên nếu mà dân chủ hóa được cái vị khách của mình lần này đó, Tổng thống Barack Obama có cái cơ hội thay đổi cái thành phần lãnh đạo tại Việt Nam đó, đi xa hơn cái ý thức hệ để đi đến gần hơn cái lý thuyết thực tế sống hài hòa trong cộng đồng nhân loại. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng cái nghị trình này, như anh Nguyễn Hồng Dũng mở đầu cái phần quảng diễn của anh đó, nó có cái hệ quả và hậu quả rất quan trọng cho một Việt Nam cất cánh, cho một Việt Nam cởi mở
và dĩ nhiên cho một Việt Nam không còn là cái mối đe dọa của các quốc gia ở trong vùng. Dẫu sao đi nữa, cái kết quả của cái lần thăm viếng này và cái phương pháp ứng hành của Cộng sản Hà Nội đó sẽ cho chúng ta biết cái nền móng đó nó đến vào Đại hội Đảng năm 2016 ra làm sao. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, ông Nguyễn Phú Trọng đến Hoa Kỳ thì như Hoàng Thế Dân vừa trình bày đó, chúng ta thấy ông gặp một loạt những cơ quan cũng như những vị chức sắc của Hoa Kỳ và kể cả một số những du sinh, nhưng điều đặc biệt là ông sẽ không dám gặp cộng đồng người Việt. Chắc chắn là không, và dĩ nhiên cộng đồng người Việt cũng sẽ có những lá cờ cũng như có những cái đại kỳ thật lớn để làm dần chào. Thế nào cái chuyện này nó cũng sẽ xảy ra, và cái ống kính của Hoa Kỳ, cái ống kính của các quốc gia và ống kính của Liên Hiệp Quốc sẽ nhìn thấy tại sao mà cái lòng người Việt xa xứ 40 năm vẫn còn những cái hậm hực như vậy, là bởi vì cái sự tự do dân chủ của 90 triệu người Việt Nam của chúng ta trong nước vẫn chưa có đạt được. Thưa quý vị, thì như chúng ta đã thấy rằng cái giá trị của chuyến đi mà ông Nguyễn Phú Trọng sắp tới đây á, thì chúng ta cũng biết rằng cách đây vài năm thì ông Trương Tấn Sang cũng đã đến Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cũng đã làm đủ cách để mở mắt, mở tầm nhìn. Nhưng mà rồi chúng ta vẫn thấy rằng cái sự tiến triển về nhân quyền, về dân chủ, về những cái phép lạ mà chúng ta mơ ước cho đất nước Việt Nam cất cánh đó, nó vẫn còn trì trệ, hay nói đúng hơn, càng ngày thì những cái vấn đề này nó càng chìm xuồng hơn là những cái chuyện cất cánh. Tình trạng của người dân hiện giờ đó, qua rất nhiều những cái thông tin thì chúng ta thấy rằng cả Đảng Cộng sản cũng chủ trương làm sao mà người dân Việt Nam, nhất là thanh niên Việt Nam, nó không có được những cái sự phản ứng một cách tích cực hơn để chống đối với những cái sự xâm lược của Tàu Cộng. Nói chung là nó là một cái kỳ đà cả mũi hết sức lớn cho cái vận hội của đất nước Việt Nam. Vậy thì thưa với anh, liệu cái giá trị chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng kỳ này đó, nó có được một cái sự cắt cánh thật sự hay cũng chỉ là bốn củ soạn lại, rồi ông ta xem những cái sự kiện của Hoa Kỳ với những cái sự đổi thay, với những cái sự tốt đẹp bằng sự tự do và dân chủ, nhưng rồi ông ta đem về Việt Nam cũng chẳng áp dụng được, bởi vì một cái cơ chế của Đảng Cộng sản vốn là một cái cơ chế lỗi thời mà đến giờ phút này không biết rằng phải chôn nó ở chỗ nào. Xin mời anh có thể giải thích cái điều vâng. Giá trị này. Cảm ơn anh Nguyễn Hồng Dũng. Cái chuyến đi này thực sự là nó có một cái giá trị khác biệt hẳn với lại các chuyến đi trước đây mà anh Nguyễn Hồng Dũng vừa mới đề cập. Thưa quý khán thính giả, anh Nguyễn Hồng Dũng đề cập là trước đây đã có tới hai lần hai đời thủ tướng của Cộng sản Việt Nam, tức là nhân vật coi về chính quyền, đi thăm đất nước này. Chúng tôi mới nói đến Phan Văn Khải và Nguyễn Tấn Dũng. Trước đây cũng đã hai lần chủ tịch nước đã đến thăm đất nước này, tức là nhân vật Trương Tấn Sang và nhân vật Nguyễn Minh Chiết. Yeah. Lần này đó, Tổng thống Barack Obama nhìn thấy rằng hai lần đời thủ tướng, tức là phe thân chính, hai lần đời chủ tịch nước, tức là cũng cái phe người ta gọi liên quan đến vấn đề là cai trị, không có ất giáp gì trong cái sự thay đổi bao nhiêu lâu nay. Cho nên Tổng thống Barack Obama đã gửi cái con thoi của mình là ông John Kerry, lần này tại sao không lôi đầu đảng, tổng bí thư của một đảng. Cũng như là trước đây đó, chúng tôi xin mở ngoặc như thế này. Năm 1973, đất nước này đã tiếp đón Tổng Bí thư Đảng của Cộng hòa Liên bang Xô Viết, đó là ông Brezhnev. Yeah, sau đó là tất cả cái ảnh hưởng của Nga ở trên toàn thế giới đã lụn bại dần dần. Rồi đến năm 1987 đó, đất nước này cũng tiếp xúc ông Gorbachev. Và quý thính giả, anh Nguyễn Đình Dũng đã biết rồi, tiếp xúc năm 1987, hai năm sau đó đế quốc Liên Xô sập tiệm. Cho nên Tổng thống Barack Obama có một cái nhìn tầm nhìn nó khá xa, khá là máy móc và có thể là rất là thực tiễn. Tại sao không đối thoại với cái tay mà nó có thực quyền, đó là Tổng Bí thư Đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì anh Nguyễn Đức Dũng nói rằng cái giá trị của chuyến đi này nó là cái gì đó. Thì thưa anh và thưa quý khán thính giả, sau khi Tổng trưởng Ngoại giao John Kerry của Liên bang Hoa Kỳ lên tiếng rằng đã đánh lời mời Tổng Bí thư Đảng của Cộng sản Việt Nam qua bên này thăm, Tổng thống Barack Obama đã tuyên bố đất nước Hoa Kỳ và nhân dân Hoa Kỳ sẵn sàng yểm trợ và ủng hộ cho một Việt Nam tự do,
một Việt Nam độc lập, một Việt Nam an toàn lãnh thổ, một Việt Nam cường thịnh về kinh doanh và một Việt Nam tôn trọng về nhân quyền. Cái bản văn giá trị nó nói rõ ràng là mọi người đến thăm nước tôi á phải tập cái bài học dân chủ, tập thi hành những cái bước dân chủ và làm sao dân chủ hóa chính cái tư duy của mình. Cho nên nói rằng cái giá trị của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần này đó, chúng tôi thấy rằng hầu hết nó mang cái biểu tượng ngoại giao ở cái phía ngoài ra, nhưng mà sâu trong thịt trong xương đó, nó là một cái tiến trình dân chủ hóa cái thành phần lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam hết sức là mẫn cán. Nào là hợp tác toàn diện, nào là chuẩn bị cho một cái lãnh đạo trẻ, lãnh đạo mới, lãnh đạo cởi mở, lãnh đạo có ý thức thống nhất và lãnh đạo có cái khả năng để mở rộng vòng tay và càng ngày càng tự tin. Cái chuyến đi này đó, chúng tôi xin trình bày với anh Nguyễn Hùng Dũng một cái khán thính giả đó, nó làm cho cả hai bên Mỹ và Việt đó đã từng nhìn. Trước đây họ từng nhìn nhưng mà họ chưa thấy nhau, không thấy nhau hoặc giả là không muốn thấy nhau. Thì lần này hai bên phải xác định lại cái nhìn của mình, phải có tầm, phải có tâm. Và lần này hễ mà nhìn thì phải thấy nhau để cùng nhau giải quyết không biết bao nhiêu vấn đề còn tồn đọng 40 năm qua, không biết bao nhiêu vấn đề còn trăn trở 20 năm qua. Và ai biết được còn những cái gì khúc mắc nữa trong cái con đường trước mặt. Cho nên kính thưa anh và kính thưa quý thính giả, cái tiếp đón này đó, nó có cái tính cách nghi lễ rất cao. Trước đây anh Nguyễn Hồng Dũng với cá nhân chúng tôi thường thường, liệu có 21 phát súng đại bác hay không, liệu có thảm đỏ hay không, liệu có đại dạ tiệc quốc khách hay không, liệu có phái đoàn, nghĩa là đoàn quân danh dự hay không. Trình với anh Nguyễn Hồng Dũng và các khán giả đó, tôi sẽ không mất ngủ khi những cái chuyện đó nó xảy ra. Tại vì Barack Obama và Nguyễn Phú Trọng đang làm những cái chuyện, một bên là quyền lợi của đất nước Hoa Kỳ, một bên là quyền lợi của Đảng Cộng sản Việt Nam để tồn tại. Tôi sẽ không mất ngủ khi những cái mà anh Nguyễn Hồng Dũng gọi là protocol đó, tức là cái nghi thức, nghi lễ và cái khuôn thước đó, nếu nó có thay đổi một tí đó thì Tổng thống Barack Obama cũng chỉ có răng một cái bẫy sập mà thôi. Chúng tôi ra một cái bẫy sập để cho anh phóng lỗ mũi. Anh Nguyễn Phú Trọng này đã phóng lỗ mũi giống như Brezhnev năm 1973, rồi giống như là Gorbachev năm 1987. Cho nên nói cho cùng nó có cái giá trị đi nữa, mà nếu Đảng Cộng sản Việt Nam có làm lớn lên thì tôi xin kết luận như thế này này, thưa anh Nguyễn Hùng Dũng. Yeah. Điếu cày Nguyễn Văn Hải còn vào tòa bánh ốc được mà. Yeah, vâng. Phải không ạ? Thế thì Nguyễn Phú Trọng mà có vào làm sao làm tôi ngạc nhiên. Cái mà chúng ta ngạc nhiên ở đây đó là chuyến đi này đó mình khai dụng được cái gì. Anh Nguyễn Hùng Dũng hồi nãy mới móm lời tuyệt vời. Chúng ta phải phản đối, phản kháng, biểu tình để cho Nguyễn Phú Trọng và phái bộ của y tới biết được rằng đó là dân chủ đấy chứ. Một mai mà khi họ về nước mà thấy biểu tình như vậy đó, họ xem đó là nền tảng của dân chủ. Để làm sao hai bên đồng thuận với nhau, đi đến cái chỗ là bất đồng ý kiến với nhau mà vẫn có thể giải quyết được vấn đề lớn bé của đất nước. Cho nên nói cho cùng, tôi thấy cái giá trị chuyến đi này ngoài cái biểu tượng ngoại giao, một bên xây dựng để bảo vệ đảng, một bên thỏa đáng cái quyền lợi của đất nước này trên cái lãnh thổ là hình cong chữ S tại vùng Đông Nam Á. Vâng, tôi xin nhắc lại là tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Tổng thống Barack Obama có đón nhân vật này cao một tí, sang một tí, nghi lễ một tí. Và dĩ nhiên, xin phép anh Dũng, tôi sẽ không mất ngủ về vụ này. Dạ vâng, cảm ơn anh. Bởi vì cái chuyện này thì nó là một cái nghi thức, và nhiều lúc cái nghi thức cũng là một cái bẫy giăng ra. Nhưng thưa quý vị, nếu chúng ta điểm lại từ cái thời Đảng Cộng sản Việt Nam đổi trắng rồi đổi qua màu nọ, một cái từ cái Đảng Lao động rồi đổi qua Đảng Cộng sản Đông Dương, đổi qua Đảng Cộng sản Việt Nam vân vân, cho đến giờ đó, từ cái thời mà Nguyễn Phú rồi Trường Chinh, Lê Duẩn rồi Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Văn Linh vân vân, đến giờ phút này chúng ta thấy rằng ông Nguyễn Phú Trọng là cái người đã đến Hoa Kỳ. Thì không biết như thế nào, giống như là anh Hoàng Thế Dân cũng vừa trình bày đó, ông Brezhnev của Nga Tổng Bí thư cũng đã đến Hoa Kỳ, và sau đó thì cái tình trạng của đất nước Liên bang Nga nó có một sự thay đổi ngoạn mục, đặc biệt là sau khi mà ông Gorbachev đến Hoa Kỳ trong thập niên 80 của thế kỷ thứ 20 ấy, thì đến năm 1991 Liên Xô sụp đổ hoàn toàn. Đây là những cái điều mà chúng ta chỉ dùng cái lịch sử của quá khứ, nhưng cái lịch sử thì thường thường nó có những cái điều
xảy ra và nó trùng lập. Vậy thì thưa với anh Hoàng Thế Dân, cái nhân vật Nguyễn Phú Trọng này đó, thì chúng ta biết rõ rồi, ông Nguyễn Phú Trọng thì người ta nói là ông Trọng Lú. Nhưng mà thưa với anh, cái liệu trường hợp Nguyễn Phú Trọng này, cái nhân vật này đó, của cái thời điểm này đó, nó có giống như là cái nhân vật Gorbachev của những thời điểm thập niên 80-90 của thế kỷ thứ 20, để có thể thay đổi một vận mệnh của một đất nước mà chính chúng ta là những người đang mong chờ cho đất nước có một sự cất cánh lên một cái cao hơn trong cuộc sống nhân quyền, tự do, dân chủ cho đất nước Việt Nam, thưa anh? Vâng, thưa anh Nguyễn Đồng Dũng và thưa khán giả, trước nhất là chúng ta đem nhân vật Nguyễn Phú Trọng này lên bàn mổ một tí để chúng ta biết cái diễn biến nào, cái sự đưa đẩy nào đã đưa nhân vật này tới cái chỗ đầu năm nay tháng Giêng đó được mớm míu là sẽ đi Hoa Kỳ, và tháng 7 tức là vài ngày nữa đó sẽ thực sự đi Hoa Kỳ. Hồi nãy anh Nguyễn Đồng Dũng có đề cập tới những cái nhân vật như là Nguyễn Văn Linh, như là Nông Đức Mạnh. Vâng, cảm ơn ông Nguyễn Đồng Dũng đã nhắc lại cái nguồn tư tưởng của tôi. Nhân vật Nguyễn Phú Trọng này đó được đưa đẩy bởi Nông Đức Mạnh, trong khi Trương Tấn Sang và Nguyễn Đồng Dũng Nguyễn Tấn Dũng lục đục với nhau, lùng bùng với nhau hai cánh, thì nhân vật này bỗng nhiên nó được bế sốc bởi Nông Đức Mạnh, một người mà trước đây nhìn thấy Trường Chinh và Lê Đức Thọ cũng lùng bùng và mâu thuẫn với nhau, để rồi đưa nhân vật Tổng Bí thư là Nguyễn Văn Linh lên. Cho nên hai cái trường hợp này nó cho người ta thấy đây có thể là một trường hợp Nguyễn Văn Linh thứ nhì, tức là một con bài đổi mới mà cách đây hơn 2-3 thập niên đó, cái đổi mới đó đã sập tiệm vì gặp những cái khó khăn. Liệu thì lần này cái đổi mới đó nó có đi đến cái chỗ ổn định hay không? Mà nếu ổn định như vậy thì nó có thể nào là Việt Nam đi đến cái chỗ là cởi mở, thăng tiến, cất cánh, và rồi Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ biến hóa và trở thành một trong những đảng trong cái tập hợp sinh hoạt dân chủ đa nguyên. Người ta cũng biết rằng nhân vật Nguyễn Phú Trọng này sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944, tức là tới nay 67 tuổi, là nhân vật già trong những cái hệ thống trẻ như là Dũng 62 tuổi, Trương Tấn Sang 62 tuổi. Ấy thế mà trong cái cuộc bầu cử quốc hội đó, các đại biểu đã dồn cho nhân vật này tới trên 1.000 phiếu anh ạ. Trong khi hai nhân vật kia đó thì lác đác có mấy trăm phiếu thôi. Đó là lý do tại sao đó đương sự đã trở thành cái là Tổng Bí thư Đảng cho nhiệm kỳ 2011 và 2015. Thì bây giờ khi mổ xẻ cái nhân vật này, chúng ta biết như này nè. Nhân vật này đó về tư tưởng nghĩa là sặc mùi mắc lê. Về hành động đó thì muôn thuở là cúi đầu trước thiên triều Bắc Kinh. Đó là cái định nghĩa tối thiểu của Nguyễn Phú Trọng đó. Nhân vật này cả một cuộc đời đó toàn là bài vở, sách vở, kinh thánh, Mác Lê, rồi là trường đảng, rồi là tạp chí cộng sản. Nhân vật này không có dính líu một tí gì đến cuộc cái chiến tranh cấp chính mà quân đội Bắc Việt đem người xâm lăng miền Nam. Nhân vật này không có dính líu gì đến các cái chiến dịch hành quân lớn bé ở bên Hạ Lào, Trường Sơn, rồi dẫn đến một cái cuộc chiến tranh năm 1965 đến năm 1975. Trong khi các đồng sự đó, bạn bè của đương sự đó thì thực hiện những cái công việc mà chúng tôi vừa mới trình bày, đó là tham dự cuộc chiến cấp chính, thì đương sự này đó toàn là ăn với học, toàn là dùi kinh mài sử. Nhưng mà có một cái điểm ở đây đó là, thưa anh Nguyễn Đồng Dũng và thưa khán giả, vừa mới lên ngôi xong năm 2011 đó, là tháng 10 đó, y nghe theo lời kêu gọi của Bắc Kinh đi thăm Hồ Cẩm Đào ngay lập tức. Tức là người ta cho biết đó, ý thức hệ Mác Lê, nhưng mà đầu gối bàn chân đó là của thiên triều. Thế mới ác chứ. Rồi lúc đó nó còn quay lại chửi mắng Dũng với Sang như thế này: tại sao hai vị không đi qua Bắc Kinh mà phải đến tôi? Đấy, xong rồi đương sự đi xong vào tháng 4 năm nay, tức là cách đây mấy tháng, đương sự đi tiếp. Mà lần này đó không phải là lời mời mà lời chỉ thị của Bắc Kinh. Bắc Kinh nói rằng trước khi mà đi qua Hoa Thị Đốn đó, giờ này chúng tôi không biết là chừng nào, nhưng mà đi Bắc Kinh trước. Và tháng 4 vừa rồi đó, đương sự đã đi qua miền Bắc Kinh. Người ta không hiểu là lần này khác với Hồ Cẩm Đào, lần này đã gặp Tập Cận Bình, nhận những cái chỉ thị gì. Nhưng là gì đi nữa thì người ta biết nhân vật này, thứ nhất, thưa anh Nguyễn Đồng Dũng và thưa các khán giả, nhân vật yếu về chính trị,
Thứ hai, nhân vật quá hiền về âm mưu. Và thứ ba, nhân vật này toàn sách với vở, toàn lý thuyết, chưa thực hành. Với lại kinh điển hoàn toàn không có thực hành. Và nhân vật này là một trong bốn nhân vật ít quyền hành nhất và chuẩn bị về hưu. Tổng thống Barack Obama gọi một nhân vật như vậy đó để đưa nhân vật này lên mây xanh, rồi làm cái bẫy sập cho nhân vật này. Thì chúng ta thấy rõ ràng, như tôi vừa trình bày lúc đầu đó, nếu điếu cày Nguyễn Văn Hải mà qua ngồi bên cạnh Tổng thống Barack Obama thì cái chuyện Nguyễn Phú Trọng ngồi đó không làm tôi mất ngủ. Và làm tôi vui hơn một cái điểm nữa là nếu Đảng Cộng sản Việt Nam mà học được nhiều, nhìn thật xa, biết cho thật sâu để sớm trở về với dân tộc, sớm coi quyền lợi của đất nước là hàng đầu và sớm coi tương lai toàn thể dân tộc và đặc biệt là chủ quyền đó là ưu tiên một đó, tôi không bao giờ mất ngủ với chuyện này cả. Thành thử ra trong giây lát khi anh em mình hậu trường với thính giả đó, chúng ta với cái tác dụng của nhà truyền thông đó, chúng ta sẽ xem đồng bào của chúng ta ở Virginia, Maryland, Washington DC, Fort Church và các vùng phụ cận đó chuẩn bị đóng ngoặc và ngoặc dàn chào nhân vật này như thế nào. Dạ vâng, cảm ơn anh. Kính thưa quý vị, năm 1861 đến năm 1865, cuộc nội chiến của Hoa Kỳ giữa Nam và Bắc đã khiến cho rất nhiều trăm ngàn người Hoa Kỳ đã bị chết, bị thiệt mạng. Tuy nhiên, đến cái ngày mà đầu hàng của tướng Lee, Robert Lee, thì tướng Grant đã tạo nên một cái hành động rất là đẹp. Đó là cái sự hòa ái, đó là cái sự tương kính, và rồi ai về nhà nấy, khiến cho những bộ óc, những cái chất xám của miền Nam và miền Bắc vẫn tròn trịa và vẫn phát triển. Và đến giờ phút này chúng ta đang ở tháng 7 của July 4, cho nên cái tình trạng của một đất nước Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ vươn lên trên cái hàng đệ nhất cường quốc là cái điều dễ hiểu. Năm 1975, Cộng sản thông minh một chút xíu, Cộng sản hiền lương một chút xíu, Cộng sản không điếm đạo một chút xíu, thì đã không tạo ra cái cảnh cả hàng triệu quân nhân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bị bắt, bị nhốt. Và cái sức mạnh của trí tuệ, cái chất xám của người dân miền Nam, tất cả những cái năng lực đó, nếu không bị tù đày, không bị sát hại, thì thưa quý vị, Việt Nam bây giờ cất cánh lên tận mây xanh hơn hẳn tất cả các quốc gia chung quanh. Điều đó là điều có thật. Nhưng Cộng sản Việt Nam đã xuống động, làm một cái hành động mà đến giờ phút này tất cả những người có trí tuệ, tất cả những người có năng lực để tạo nên của cải vật chất cho đất nước đó, bây giờ trở thành những con người mà già nua, trí tuệ cũng không còn nhiều. Vì vậy mà thưa quý vị, làm sao mà cả một dân tộc phát triển được? Cho nên chính Đảng Cộng sản là tội đồ của dân tộc. Điều này chúng ta phải dứt khoát như vậy. Cho nên một kẻ lãnh đạo của tội đồ dân tộc đến Hoa Kỳ thì chắc chắn rằng cộng đồng Việt Nam không thể nào khoanh tay đứng nhìn để cho hắn muốn làm gì là làm. Kính thưa quý vị, thế nào ngày mùng 7, mùng 8 của tháng 7 năm 2015 này, trước tại cái vườn hoa Lafayette cũng như là trước tòa Bạch Ốc, thế nào cộng đồng Việt Nam của chúng ta ở vùng phụ cận DC, những nơi chung quanh đó sẽ kéo về rất đông để giương cái lá đại kỳ màu vàng ba sọc đỏ đó để nói cho Nguyễn Phú Trọng biết rằng người dân Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới không bao giờ chấp nhận bất cứ một cái gì đặt quyền lợi của chính họ lên trên quyền lợi của Tổ quốc. Thưa quý vị, điều mà người dân Việt Nam ở đây đấu tranh không phải cho họ, mà đấu tranh cho 90 triệu người Việt Nam trong nước và đấu tranh cho sự trọn vẹn lãnh thổ. Vậy thì thưa với anh, những cái vấn đề gì nó sắp xảy ra, đang xảy ra và ban tổ chức kêu gọi như thế nào trong một cái dàn chào để gọi là mở ngoặc đóng ngoặc đón Nguyễn Phú Trọng tới Washington? Dạ vâng, cảm ơn anh Nguyễn Dũng rất nhiều. Bao nhiêu năm tháng vừa qua đó, khi Dũng với Khải đến đây, khi Sang với Chiết đến đây, tập hợp sinh hoạt quần cư tị nạn của người Việt khắp nơi đều đi dàn chào và chống đối những nhân vật này. Lần này cũng không có khác như vậy. Chúng tôi được thông báo bởi ông Đoàn Hữu Định cũng như là ông Nguyễn Văn Tánh, hai đồng chủ tịch về tổ chức và đồng chủ tịch về điều hợp của cộng đồng người Việt quốc gia tại Washington DC, Maryland, Virginia, Fort Church và các vùng phụ cận. Xin được báo tin mừng với anh Dũng và quý khán giả ở đây đó, Nam Bắc Cali cũng sẽ về tham dự, Atlanta, Georgia, Florida cũng sẽ đi lên tham dự, Boston, Philadelphia cũng đặt ngang tham dự, Iowa và
Louisiana với lại Illinois đó cũng về tham dự. Như anh vừa trình bày đó, đối diện với tòa Bạch Cung là công viên Lafayette, nơi mà chúng ta đã chống Khải Dũng, đã chống Sang và chống Chiết. Lần này chúng ta sẽ chống Trọng. Trọng. Không khác gì cả, lá cờ Việt Nam Cộng Hòa đã sẽ phải tung bay trước gió, các biểu ngữ phải nói rõ ràng là Đảng Cộng sản Việt Nam đang đi ngược lại quyền lợi của dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam đang đi ngược lại cái ước vọng của tổ tiên, và Cộng sản Việt Nam đang làm cái chuyện mục mả là không có khả năng và không muốn gìn giữ sự vẹn toàn lãnh thổ của Tổ quốc. Và bên cạnh đó, không những chỉ chống đối và cho cái phái bộ của Nguyễn Phú Trọng biết đây là sinh hoạt dân chủ, và sinh hoạt loại này nó nên được lặp đi lặp lại rất nhiều ở trong nước thì mới có cơ hội cho một Việt Nam cất cánh. Và đối với lại Tổng thống Barack Obama là vị chủ nhà, cũng như là Tổng trưởng Ngoại giao John Kerry và các phái bộ liên hệ, chúng ta muốn gửi một cái thông điệp rõ ràng như thế này: mọi cam kết, ràng buộc và quy định về hợp tác, phát triển, viện trợ đó phải đặt trên cái mẫu số chung và nền tảng là phát triển một cách rõ ràng, cụ thể và triệt để về vấn đề cải tiến nhân quyền. Và thứ hai nữa, các quyền căn bản của người dân phải được tôn trọng. Và một cái chuyện nữa là không có thắc mắc và không có thương thảo gì cả, là phải thả tất cả tù nhân lương tâm và tù nhân chính trị tại Việt Nam. Có được như vậy đó, những người tập họp ở khu Eden, có được như vậy những người tập họp ở chợ Maxim hay là ở nhà thờ Cha Long ở khu vực Hoa Thịnh Đốn và phụ cận đó, và bao nhiêu chuyến xe bus, bao nhiêu chuyến phản lực cơ mà bay về thủ đô Hoa Thịnh Đốn lần này, cho chúng ta biết rõ là họ đang làm một việc hết sức là nghiêm chỉnh, hết sức là đáng khen ngợi và hết sức là đáng hỗ trợ. Bên cạnh đó, chúng tôi muốn xin anh Nguyễn Hồng Dũng và các khán giả cho phép chúng tôi giới thiệu một cái trang website. Cái đó là https://state department.gov và sau đó đó là contact us và /contact us form. Chúng tôi đề nghị với quý khán thính giả đi vào cái trang đó và lấy cái form đó, điền vào tên tuổi, cái vị trí của mình, và rồi viết vào trong cái nội dung đó để gửi cho Bộ Ngoại giao mà đứng đầu là ông John Kerry đó, nguyện vọng của quý khán thính giả. Chúng tôi được biết là những cái trường hợp tương tự như vậy đã kéo dài 10 ngày vừa qua, và chúng ta chỉ còn một tuần lễ nữa mà thôi để làm sao thực hiện được một cái con số khổng lồ. Lần này ra người ta hy vọng là con số 1,000, 2,000, khác hẳn với những thủy nghiện thư của những năm trước là 130 mấy ngàn, 120 mấy ngàn. Thì với cái chất xúc tác đó, đó, Bộ Ngoại giao cũng như là Tổng thống Obama mới biết được cái sức mạnh quần cư của người tị nạn, mới biết được sức mạnh của cử tri người Mỹ gốc Việt, mới biết được sức mạnh cái ý chí sinh hoạt dân chủ của người Việt đến đây vốn là một cộng đồng non trẻ nhưng mà rất dũng mãnh về vấn đề đấu tranh dân chủ và dân sinh cho đất nước mình. Mong quý thính giả cập nhật cái trang đó và thực thi những cái điều mà ban tổ chức mong ước. Chúng tôi sẽ hợp tác với anh Nguyễn Đông Dũng để tường trình những cái diễn biến này trong những ngày 7, 8 và 9 tuần tới trước khu vực Lafayette. Vâng, công viên Lafayette. Dạ vâng. Cảm ơn Hoàng Thế Dân. Chiều hôm nay thì chúng tôi có cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Văn Tánh. Ông cho biết rằng cái sự chuẩn bị của cộng đồng Việt Nam ở tại Washington DC cũng như những vùng phụ cận đã rất là chu đáo, và kỳ này có vẻ rất là đông đảo đồng hương Việt Nam, tất cả các cộng đồng của tất cả các bang đại diện khắp các tiểu bang Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ đều có cử người hoặc là có những người thành viên tham dự rất là đông. Riêng đồng bào của chúng ta tại Virginia, tại Washington DC cũng như là vùng phụ cận thì không thể nào mà đếm cho xuể. Đây là một sự phản ánh bởi vì người dân Việt Nam đã ý thức một cách rõ ràng và cụ thể rằng đất nước là của nhân dân Việt Nam. Đất nước Việt Nam là những cái nguyện vọng mà tổ tiên của chúng ta đã đổ xương máu rất nhiều để bảo vệ và tồn tại cho đến giờ phút này. Không thể một sớm một chiều lấy một đảng của vài ba triệu con người đặt lên trên cái quyền lợi của cả một dân tộc rồi đi ngược lại với cái nguyện vọng của người dân, khiến cho đất nước đó càng ngày càng đi thụt lùi.
Nếu Đảng Cộng sản đã thành công, nếu Đảng Cộng sản đã làm được tích sự, nếu Đảng Cộng sản đã đem lại độc lập, tự do, hạnh phúc như là cái khẩu hiệu mà họ viết trên cái tiêu đề của Tây Nước, thì chắc chắn rằng người dân Việt Nam đã cam lòng chấp nhận. Nhưng đằng này, càng ngày thì Đảng Cộng sản Việt Nam càng đi lại, ngược lại với những cái nguyện vọng của người dân. Vì vậy mà chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng, dù muốn dù không gì đi nữa, cũng chưa có phải là một chuyến đi thật sự để đại diện cho người dân, để đem đến cho người dân Việt Nam thật sự có một cuộc sống tự do qua một cái cuộc bỏ phiếu đầu phiếu thật sự tự do và dân chủ của quốc tế giám sát. Cho nên kính thưa quý vị, như anh Hoàng Thế Dân đã thưa là chúng ta có thể có những cái ý kiến của chính chúng ta là những người có quyền để có thể nêu lên những cái ý kiến đó ở tại US Department of State, thì quý vị sẽ nêu lên nổi bật về những cái đòi hỏi mà chúng ta cần thiết có quyền lợi để đòi hỏi cho người dân Việt Nam phải có tự do, dân chủ và phú cường. Chúng tôi không còn đủ thời gian để còn vài mục có thể là cần phải triển khai để hầu chuyện cùng tất cả quý vị. Anh Hoàng Thế Dân thì cũng mới vừa về, do đó chúng tôi nghĩ rằng đến đây thì cái thời lượng cũng đã hết rồi thưa anh Dân. Do đó thì chúng tôi rất cảm ơn cái sự xuất hiện của anh chiều hôm nay, và để nói cho tất cả đồng hương của chúng ta, nhất là chúng tôi xin gửi lời mời đến tất cả quý vị trưởng thượng, quý vị đại diện các tổ chức tôn giáo, cũng như quý vị hội đoàn ở chung quanh cái vùng Washington DC cũng như là vùng phụ cận, hoặc là quý vị ở khắp nơi có cơ hội về Washington DC thì cũng nên cùng với cộng đồng người Việt của chúng ta cùng bước chân đó, để chúng ta có được một lực lượng rất là đông, làm cho Nguyễn Phú Trọng thấy rằng dân chủ là như vậy, dân chủ là phải cho người dân làm chủ trên cái quyền lợi và trên cái tư tưởng của chính mình. Xin mời anh Hoàng Thế Dân gửi lời chào và chúng ta có thể kết thúc ngày hôm nay thôi. Vâng, xin cảm ơn anh Dũng, tôi xin được phân tích như thế này. Trong những ngày tháng trước mặt đây đó, sẽ có ba cái lực lượng lớn vô cùng, nó giằng kéo, nó tranh đấu, nó vật lộn với nhau. Nguyễn Phú Trọng và phái bộ của y đó đi qua Hoa Kỳ là vì cao lắm đó, 50% là vì dân, vì nước, còn thực sự là 90% là để cứu đảng. Nếu y đi với cái sứ mạng cứu đảng, nếu Tổng thống Barack Obama và Ngoại trưởng Kerry đó là tiếp đón phái đoàn này đó vì quyền lợi của dân tộc Hoa Kỳ, vì quyền lợi của đất nước Hoa Kỳ, thì chúng ta đi phản kháng lần này, chúng ta đi biểu tình lần này đó là nhân danh quyền lợi của toàn thể dân tộc Việt Nam. Cho nên ba cái lực lượng này đó, nó sẽ có cái chồng chéo và giằng co với nhau tại trước công viên Lafayette, tại các email và các tài liệu trong computer của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, và trên các diễn đàn quốc tế, quốc ngoại, quốc nội, địa phương như là chương trình của chúng ta hôm nay. Chúng tôi mong rằng quý khán thính giả cập nhật vô cái trang liên lạc với chúng tôi của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và đóng góp cái phần nhỏ của mình. Chúng tôi xin được kính cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình này, và xin được cảm ơn anh Nguyễn Hồng Dũng rất nhiều. Dạ vâng, cảm ơn anh Hoàng Thế Dân. Chúng tôi cũng xin nói một chút xíu nữa là chúng tôi nhận được cái tin từ email của bác sĩ Đỗ Văn Hồi, chủ tịch cộng đồng liên bang Hoa Kỳ, đã gửi cho chúng tôi và yêu cầu phổ biến để mời gọi tất cả quý hội đoàn, đoàn thể khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là những cộng đồng Việt Nam của chúng ta tại Hoa Kỳ, hãy ký những cái ước nguyện của chúng ta trong một cái website mà chúng tôi sẽ cung cấp trong cái chương trình của truyền hình Kali Today, và xin quý vị hỗ trợ để cho chúng ta thấy được một cái sức mạnh cộng đồng của chúng ta, đoàn kết sẽ chiến thắng và chúng ta đem lại những sự tốt đẹp cho người dân của chúng ta ở trong nước. Rất là cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Một lần nữa, chúng tôi là Nguyễn Hồng Dũng, rất là cảm ơn Hoàng Thế Dân, cảm ơn tất cả quý khán thính giả đã theo dõi chương trình bình luận của truyền hình 60 phút hôm nay. Một lần nữa xin được kính chúc quý vị cùng toàn thể gia quyến an lành, hạnh phúc. Thân ái tạm biệt quý vị. Xin kính chào quý khán thính giả.